kick 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 hey kick 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 hey kick 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 hey Điệt vậy. Em gái mua bằng hay gì mà em lại đi như thế nhỉ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Bác quan tài bay ơi, sao bác lại quay đầu trên cao tốc thế? Em chờ đèn đỏ có một chút mà gặp ngay hai bác khổ vô vượt đèn đỏ cực nguy hiểm các bác ạ. Các bác đi như này bảo sao hay gây tai nạn giao thông. Rồi rồi, mày xong rồi. Bác xe bồn vào cua đã va vào xe taxi các bác ạ. May quá các bác ạ. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Dính như người nghiện luôn các bác ơi. Em nghe gì không? Hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh 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 kinh. Hey. Kinh 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 kinh. Hey. Kinh 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 kinh. Hey. Điệt vậy. Xe sơ mi rơ móc này bị rơi thùng. Em mời các bác xem hết video nha. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Này nóng quá à mà xe bác mở cửa toang hoang thế kia. Và đây là Paulo Pilo. Paulo Pilo ui, tình huống múa phải nói là cực gắt. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Kick 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 hey kick 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 hey kick 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 hey Điệt vậy. Cảm ơn định mệnh đã cho em va vào anh, người đàn ông đen đủi nhất quả đất khi vừa phải em gái ninja lead các bác ạ. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Kênh giao thông nước Việt, kênh chia sẻ những video được camera giao thông ghi lại. Các video có tính chất giáo dục, không mang tính chất bạo lực hay kích động. Mong rằng mọi người khi xem video sẽ tham gia giao thông an toàn hơn. Kênh giao thông nước Việt chúc các bác lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bác đã xem kênh giao thông nước Việt. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Có gì góp ý các bác để lại bình luận bên dưới video nha.